Xin chào các bạn, và như các bạn đã biết thì Samsung ở thời điểm hiện tại thực sự là một ông lớn trong giới công nghệ nói chung và làng smartphone nói riêng, với vị thế đang ở top đầu thế giới. Và để làm điều này thì có hai lý do chính khiến Samsung có thể giữ vững cái ngôi vương của mình. Thứ nhất là Samsung là một trong số ít những sản xuất mà có trang bị những cái chiếc máy trong trải dài trong từng phân khúc từ thấp đến cao. Thứ hai là máy của Samsung luôn được trang bị những cái tính năng và những cái thiết kế nổi bật nhất. Và cuối cùng là việc Samsung luôn có những chương trình ưu đãi hậu mãi tốt nhất đến với tay người tiêu dùng. Mới đây nhất thì họ có chế độ bảo hành rơi vỡ cho những sản phẩm như là Samsung Galaxy S8 và thậm chí là siêu phẩm Note 8. Và bên cạnh đó thì hãng cũng đã phát triển thành công cái công nghệ là Samsung Pay rất mới mẻ ở Việt Nam, đặc biệt là xây dựng cái công nghệ phần mềm là quà tặng Samsung Galaxy Gift với rất nhiều cái chương trình ưu đãi cho những người dùng Samsung của họ. Và có thể thấy rằng là những chương trình như vậy thì một phần là kéo những khách hàng từ chưa biết đến Samsung để yêu thích Samsung hơn rất là nhiều. Và trong video này thì DDView sẽ giới thiệu cho bạn một chương trình ưu đãi cực lớn của hệ thống dụng thông minh hợp tác với Samsung để có thể cho bạn những chương trình ưu đãi lớn nhất về sản phẩm Samsung Galaxy Z 7 Plus. Và thông tin chi tiết cụ thể nào thì mời bạn hãy cùng theo dõi video nhé. Và trên tay mình đang là chiếc Samsung Galaxy Z 7 Plus, người em út trong dòng họ Samsung nhà Z 7. Thì chúng ta có Z 7 Prime, Z 7 Pro và đây là sản phẩm cuối cùng Samsung trong dòng họ Z 7 trong năm nay. Chiếc máy này đang có mức giá là 8.690.000. Và đặc biệt là trong tháng 11 này thì các bạn sẽ có một chương trình ưu đãi rất lớn với sản phẩm này. Nghĩa là khi mua thì bạn có thể nhận được cơ hội giảm ngay 1.600.000 vào trực tiếp giá tiền mặt. Thì suy cho cùng thì mức giá của chiếc Z 7 Plus này nếu mà trong chương trình ưu đãi thì sẽ còn tầm khoảng tầm là hơn 7 triệu. Thì với hơn 7 triệu một chút thì bạn sẽ có một chiếc máy có rất nhiều những cái tính năng nổi bật. Các bạn sẽ có một thiết kế nguyên khối sang trọng và đẹp đẽ với rất nhiều màu sắc để bạn lựa chọn. Bạn sẽ có một cấu hình rất là ổn với con chip Helio P25 8 lõi nhưng xung nhịp tăng lên là 2.4 GHz. Với con chip này thì xung nhịp nó tăng lên thì bạn có thể gánh tất cả những tác vụ nặng về phần mềm và game 3D. Bên cạnh đó thì con chip rất là mát và tối rất tốt với viên pin là 3000 mAh, thì giúp cho chiếc Z 7 Plus này có thời gian sử dụng pin rất là ấn tượng. Ngoài ra thì những thông số khác của máy như là dung lượng RAM 4GB ngang bằng với Samsung Galaxy S8 cùng với bộ nhớ trong 32GB có hỗ trợ thẻ nhớ lên 256GB. Bên cạnh đó thì máy cũng sẽ có chạy sẵn Android 7.1 cùng giao diện Samsung Experience 8.5 mới nhất của hãng và hứa hẹn sẽ được cập nhật lên các phiên bản 8.0 mới nhất. Tiếp đến thì bạn sẽ có một cái bộ đôi camera chụp ảnh rất ấn tượng trong phân khúc này. Ở camera sau thì các bạn sẽ là một bộ đôi camera kép với ống kính chính là 13 MP và một ống kính tele cho các bạn chụp ảnh xóa phông với độ phân giải là 5 MP. Ở mặt trước thì các bạn sẽ có một cái camera selfie là 16 chấm và đi kèm một đèn flashless để giúp cho các bạn selfie thứ tốt hơn. Và tổng kết lại thì với mức giá mà trong trình ưu đãi này trong tháng 11 chỉ hơn 7 triệu đồng thì đây là một chiếc máy sở hữu rất là ấn tượng. Và đây là chương trình mà di động thông minh đã hợp tác với Samsung để trong cái phần mềm là quà tặng Galaxy, các bạn sẽ có một cái mục là ưu đãi dành cho khách hàng mua chiếc Samsung Galaxy Z 7 Plus. Thì để làm điều này thì bạn hãy chắc chắn rằng chiếc máy của bạn sẽ có phần mềm là quà tặng Galaxy này. Thì quà tặng Galaxy nó sẽ áp dụng cho hai phiên bản. Thứ nhất là phiên bản của những chiếc máy Samsung chính hãng thì nó sẽ đặc biệt là nó sẽ được cài đặt sẵn ở trên này rồi. Thứ hai là những chiếc máy Samsung mà các bạn mua ở hệ thống dụng thông minh, những chiếc máy mà như là bản Mỹ và bản Hàn mà có thể rút được như là chiếc S6 trở lên, chiếc S6S và Note 5 cũng như là Samsung Galaxy S7, S7S. Trừ những chiếc như là S8 thì có thể là chưa làm được thì nó sẽ rút được rồi, thì các bạn hãy vào cái phần rút này, các bạn hãy vào đây, bạn là bạn vào phần cài đặt nhé. Rồi các bạn hãy bỏ cái quyền kích hoạt Super Su đi, thì bạn hãy cài cái Samsung Galaxy app này một cách thoải mái nhất. Thì trên tay mình đang là một chiếc Samsung Galaxy S6S phiên bản Mỹ, thì mình để từ đầu video để có ý định là cho bạn giới thiệu cho bạn chiếc máy này. Và các bạn hãy vào cái phần đầu tiên là phần ưu đãi, các bạn sẽ có một cái phần quà dành cho Samsung Galaxy Z 7 Plus cho những khách hàng ở đây và được giảm giá trực tiếp 1 triệu đồng. Thì các bạn hãy kéo xuống cái phần là lấy mã ưu đãi. Đây mình vào một chút, mình vào ra một tí rồi. Đây. Rồi mình sẽ có cái mã này rồi và mình chay đi một chút nha, không các bạn hãy lấy cắp của mình. Đó, nó sẽ sử dụng, các bạn sẽ sử dụng cái mã này khi mà bạn đến mua hàng ở tất cả các hệ thống của dụng thông minh và bạn cho nhân viên bán hàng biết là bạn đã có cái mã code này rồi. Thì cái mã này khi bạn lấy thì cố gắng là trong vòng 24 giờ các bạn qua tất cả các hệ thống của dụng thông minh để có thể mua chiếc Z 7 Plus này với ưu đãi là 1 triệu đồng. Và ngoài cái phần quà trị giá 1 triệu đồng của Samsung hỗ trợ cho khách hàng mua Samsung Galaxy Z 7 Plus ra thì ở dụng thông minh các bạn sẽ có một cái phần quà ưu đãi, đó là giảm trực tiếp 600.000 vào sản phẩm. Nếu bạn không lấy những cái phần quà bổ sung như là chiếc Fuji F08D này và một viên pin dự phòng Miracom dung lượng là 10.000 mAh. Và để trực tiếp thì các bạn hãy qua tất cả các hệ thống của dụng thông minh trên toàn quốc để có thể mua hàng một cách sớm nhất. Và các bạn lưu ý rằng cái hình thức này chỉ sử dụng cho hình thức là mua hàng trực tiếp, không phải là mua hàng online. Và những khách hàng mà sử dụng phương thức trả góp thì bạn vẫn có thể được nhận cái ưu đãi này. Và tổng kết lại thì mình có cho bạn hai lưu ý rằng là bạn sẽ có hai option mua hàng ở trong cái phần mua Samsung Galaxy Z 7 Plus ở dụng thông minh. Thứ nhất là bạn sẽ chọn mua theo hình thức bình thường, chọn giảm giá trực tiếp 600.000 sản phẩm nếu như không lấy chiếc Fuji F08D và một viên pin dự phòng.
Và trong trường hợp đó là các bạn không có code của Samsung Galaxy Gift. Thứ hai là bạn sẽ sử dụng cái code của Samsung Galaxy quà tặng này, và các bạn sử dụng kèm theo một cái phương thức giảm giá của Diệm Thông Minh. Tổng cộng các bạn sẽ được giảm giá 1,6 triệu vào sản phẩm này. Vậy là với mức giá là 8.690.000, mức giá niêm yết của chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus này, và bạn có thể sử dụng cái gift code của Samsung để giảm giá trực tiếp 1,6 triệu tại tất cả các hệ thống của Diệm Thông Minh. Thì với 7 triệu thì đây là thực sự là một sản phẩm rất đáng mua trong phân khúc này với tất cả những gì nó mang lại. Và các bạn lưu ý rằng là cái phần quà này nó chỉ áp dụng cho đến hết tháng 11 mà thôi. Thì chính xác là ngày 30 tháng 11 thì nó sẽ hết cái chương trình ưu đãi này. Cho nên mời các bạn nhanh chân qua tất cả các hệ thống của Diệm Thông Minh trên toàn quốc để có thể mua chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus này và việc giảm giá 1,6 triệu nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video lần sau.